Ngày 30 tháng 5 năm 2014, Tòa án Nhân dân thành phố Huế vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án cướp giật tài sản đối với bị cáo Phạm Quốc Vũ, Nguyễn Thanh Tùng, Hồ Minh Tiến và Phạm Thị Ý Nhi, tất cả chỉ mới từ 16 đến 26 tuổi, đều ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, Vũ, Tùng, Tiến có từ 2 đến 3 tiền án về tội trộm cắp cướp giật tài sản. Theo cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế và lời khai các bị cáo, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2013, bốn người này đã gây ra 17 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Huế, chiếm đoạt tài sản trị giá trên 10 triệu đồng. Thủ đoạn là lợi dụng sơ hở của người đi đường, các đối tượng dùng xe máy bám theo, áp sát để cướp giật tài sản. Căn cứ vào các điểm BCD khoảng 2, điều 136 của Bộ luật hình sự và các quy định khác của pháp luật, Tòa án nhân dân thành phố Huế đã tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Vũ 7 năm 6 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nguyễn Thanh Tùng 4 năm tù giam, Hồ Minh Tiến 3 năm tù giam và Phạm Thị Ý Nhi 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội cướp giật tài sản.